Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mó Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi chiếc ngựa thổ đường không AN26 cuối cùng đã nhận sổ hưu, lực lượng không quân vận tải của Việt Nam hiện nay chỉ còn các dòng máy bay có xuất xứ từ châu Âu, bao gồm Casa C295M và NC212I. Tuy nhiên, đây đều là các dòng vận tải cơ hàng nhẹ, trong khi nhu cầu của chúng ta đó là một thế hệ máy bay lớn hơn để giữ vị trí chủ lực khi cần lập cầu hàng không chiến lược. Các ứng viên sáng giá cho vị trí này từng được liệt kê bao gồm C-130G do Mỹ sản xuất hay IL-76 của Nga. Tuy nhiên, IL-76 có nhiều nhược điểm như chi phí khai thác và bảo dưỡng là quá lớn, yêu cầu vận hành là khá phức tạp. Nếu như mua C-130 lại không tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn của C-295M, hơn nữa, giá thành của C-130J cũng là khá cao, trong khi tính năng không thực sự ấn tượng. Tại triển lãm hàng không quốc tế Singapore đang diễn ra, theo ghi nhận, thì Phái đoàn Quân sự của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tỏ ra quan tâm đến chiếc vận tải cơ A400M Atlas của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Airbus. Đó được xem là người anh em xa với những chiếc C-295M hay NC-212I mà Việt Nam đang sở hữu trong khu vực Đông Nam Á. Không quân Malaysia là lực lượng đang khai thác một phi đội A400M và sắp tới có thể là Singapore. Chiếc máy bay tối tân này nhận được rất nhiều đánh giá rất tích cực. Tuy rằng giá thành là tương đối đắt, nhưng tính năng kỹ chiến thuật của A400M lại vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh. Do vậy, khi xét chi phí cũng như là hiệu suất khai thác toàn vòng đời, thì nó vẫn có tính kinh tế là cao nhất. Airbus A400M Atlas là loại máy bay vận tải quân sự tầm xa có bốn động cơ cánh quạt rất hiện đại do hãng Airbus Military phát triển với một mục đích là thay thế Transo C160 và Lockheed Martin C130 Hercules. Dự án chế tạo A400M được khởi động từ năm 2007. Máy bay thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 11 tháng 12 năm 2009 và chính thức ra mắt vào năm 2013. Hiện tại, hãng Airbus A400M đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng từ trên 10 quốc gia khắp thế giới. Đơn giá của chiếc A400M là 152,4 triệu euro tại thời điểm năm 2013. A400M có kíp lái từ 3 đến 4 người, có chiều dài 45,1m, dài cánh là 42,4m, chiều cao là 14,7m trọng lượng cất cánh tối đa là 141.000 kg, trọng lượng hạ cánh tối đa là 122.000 kg, tải trọng chuyên trở lớn nhất là 37.000 kg hoặc là 116 lính. Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt Europrop TP400D6 có công suất là 8.250 kW cho tốc độ là 780 km trên giờ tầm hoạt động là 3.298 km khi mang tải trọng tối đa. Nó có chân bay là 11.300 m. Điểm độc đáo của chiếc A400M đó là mặc dù trọng lượng rất lớn, nhưng quãng đường cất và hạ cánh trên đường băng chiến thuật lần lượt chỉ là 980 và 770 m. Đặc biệt hơn, thì theo nhà sản xuất, chiếc A400M thậm chí có thể cất hạ cánh trực tiếp ngay trên nền cát sa mạc hoặc thậm chí là bãi biển thông thường. Bởi vậy, trong trường hợp cần lập cầu hàng không quân sự, thì sẽ không phải lo địa điểm đổ bộ có sẵn sân bay hay không, chỉ cần tìm một khoảng không đủ rộng cho A400M cắt và hạ cánh. Máy bay A400M có rất nhiều ưu điểm vượt trội. Thêm vào đó, Việt Nam có sẵn kinh nghiệm trong việc khai thác C295M. Sẽ không ngạc nhiên nếu như trong tương lai Việt Nam có trong biên chế chiếc máy bay vận tải hạng nặng này bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo